Xin chào cả nhà, chào quý ông bà và các bạn đã đến với Kinh Tám Tin Tức. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi sẽ có nội dung vô cùng nhân văn và ý nghĩa các bạn. Cụ thể là vợ của người đàn ông bị rắn cắn mà ở Tây Ninh á. Cụ thể hôm nay chị ta đã chia sẻ hết tất cả những mà giống như khuất mắt trong những ngày vừa qua mà nhiều người nói chị ôm tiền bỏ tốn á. Làm gì có chuyện đó, hôm nay chị đã lấy trích đi một phần mà số tiền mà ủng hộ vợ chồng chị á, đem đi giúp đỡ những người khó khăn khác trong bệnh viện nữa kìa. Hôm nay sẽ có trong bản tin này. Vợ nạn nhân bị rắn hổ mang chúa 4,6 kg cắn ở núi Bà Đen, nói rời rút ruột rút ngang mà nhiều người nghe mà phải thấm. Lần đầu tiên vợ của nạn nhân bị rắn hổ mang chúa tấn công đã trải lòng tâm sự những lời rút ruột rút gan mà bấy lâu nay cộng đồng mạng đồn đoán nhiều thông tin cho chị là không đúng sự thật. Sáng hôm nay ngày 8 tháng 9, bệnh viện Chợ Rẫy, thạc sĩ Lê Minh Hiển, trưởng phòng công tác xã hội đã gửi thư cảm ơn đến chị Bùi Ngọc Tuổi quê ở Tây Ninh vì đã gửi tặng một bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn số tiền 80 triệu đồng. Chị Tuổi nghẹn ngào kể lại: khi chồng tôi vừa bị rắn hổ mang chúa cắn á, nhập viện trong lúc túi rất ít tiền và nhiều nhà hảo tâm đã đến ủng hộ. Tôi nguyện trong lòng chỉ cần chồng tôi khỏe lại, số tiền bà con ủng hộ còn dư tôi sẽ ủng hộ những hoàn cảnh khó khăn. Hoàn cảnh nghèo của tôi thì tôi cũng sẽ giúp đỡ những người nghèo như tôi. Bây giờ chồng tôi đã được bình phục, tôi rất mừng và cảm ơn các y bác sĩ Mạnh Thường Quân đã chung tay giúp đỡ tôi trong những ngày vừa qua. Và cũng theo chị Tuổi, số tiền Mạnh Thường Quân khắp nơi giúp đỡ chị là hơn 800 triệu đồng. Chị ứng tiền viện phí khoảng 500 triệu đồng. Và số tiền Mạnh Thường Quân ủng hộ tại phòng công tác xã hội bệnh viện Chợ Rẫy là gần 140 triệu đồng. Tôi có nghe trên kênh khoa bệnh nhiệt đới, nơi chồng tôi đang điều trị có một nữ bệnh nhân đang cần lọc máu nhưng gia đình khó khăn. Khi nghe tôi kể hoàn cảnh của nữ bệnh nhân và nghe tôi muốn ủng hộ 80 triệu đồng thì chồng tôi gật đầu đồng ý liền. Hối tôi phải chuyển nhanh để cứu họ ngay lập tức. Và tôi đã lập tức xuống phòng công tác xã hội nhờ chuyển đến phòng của bệnh nhân nói trên là 80 triệu đồng. Trong đó 60 triệu đồng là tiền lọc máu và 20 triệu đồng để gia đình xoay viện phí ăn ở. Chị Tuổi đã trải lòng như vậy. Các bạn thấy không? Người ta lá lành đùm lá lách đùm lá nát. Các bạn thấy không? Quá nhân văn. Cũng trong giai đoạn này, nhiều Mạnh Thường Quân đã đến bệnh viện ủng hộ và mong muốn được quay phim chị Tuổi đưa lên mạng. Tuy nhiên chị Tuổi muốn họ đến phòng công tác xã hội quay phim, phỏng vấn những người này không chịu và có những lời nói không hay. Sau đó trên mạng có những clip cắt ghép khiến cộng đồng mạng suy đoán, tạo tin đồn là không đúng sự thật về chị Tuổi. Các bạn thấy không? Về thông tin nói chị đã dùng tiền từ thiện để mua điện thoại đắt tiền, chị Tuổi cho biết đó là chiếc điện thoại chồng chị mua trả góp 2,4 triệu đồng từ trước khi bị rắn cắn kìa. Thông tin trên mạng nói rằng chị dùng điện thoại xịn đó là do tiền từ thiện, cái này là không đúng nha các bạn. Đính chính lại một lần là cái điện thoại này là chồng chị mua trả góp chứ không phải là mua bằng tiền mặt nữa, chứ không có chuyện mà dùng tiền từ thiện để mua đâu. Còn về việc ước mơ mua bò mua đất sau khi chồng xuất viện, chị Tuổi phân trần đó là mong muốn chính đáng của một người nghèo như tôi, nhưng bây giờ cộng đồng mạng lại ném đá quá nên tôi xin rút lại đứa ước mơ này. Sau khi chồng tôi xuất viện, chúng tôi sẽ sắp xếp công việc cuộc sống để nuôi dạy cho các con thật tốt. Được biết anh Phạm Văn Tâm chuẩn bị ghép da, nếu mọi chuyện ổn định như dự kiến của bác sĩ thì anh Tâm sẽ được xuất viện. Chị Tuổi cho biết trước ngày ghép da, anh Tâm sức khỏe ổn định, tinh thần phấn chấn và rất lạc quan. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video qua đây các bạn thấy không? Nhiều cộng đồng mạng nó cứ nói rằng như là đến nỗi chị Tuổi bây giờ xài một cái điện thoại mà nhiều người lại nói đó là tiền từ thiện giúp đỡ chồng mà chị ta lại lấy đi mua điện thoại. Các bạn thấy không? Vô lý hết chứ. Nhiều người ác mờ mắt miệng. Rồi lại nói thí dụ bây giờ nghèo thì muốn mua bò hay là muốn mua gì để phát triển kinh tế thì cái đó cũng một ước mơ chính đáng mà nhiều người nó lại cứ là đi nói này nói kia. Các bạn thấy không? Đó, qua đây cũng như một phần đính chính lại, nhiều khi chị ta đã quyên góp hết 80 triệu đồng để giúp cho những người kia, tại sao không chia sẻ những thông tin như vậy mà cứ đi nói tùm lum. Rồi, cảm ơn các bạn.